Xin chào mọi người và quý vị khán giả. Chào chú MC, cháu là Nguyễn Văn Minh đến từ Yên Dũng Bắc Giang. Cháu đến đây để được tiếp thu kiến thức và học hỏi nhiều kiến thức trong cuộc sống. Cháu xin cảm ơn. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là 5, 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, họ đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Sẵn sàng. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: quân cờ nào có số lượng nhiều nhất trên bàn cờ vua? Vua, hậu, tốt hay là xe? Xin mời bạn. Quân cờ có số lượng nhiều nhất trong bàn cờ vua là tốt. Đáp án cuối cùng của cháu là C, tốt. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Đâu không phải là một môn võ? Judo, kickboxing, sport hay là taekwondo? Đâu không phải là một môn võ. Đáp án của cháu là C, sport. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Xí muội là tên gọi miền Nam của món ăn vặt nào? Kẹo lạc, ô mai, khô gà hay là hạt điều? Xí muội là tên gọi miền Nam của món ăn vặt. Đáp án của cháu là B, ô mai. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Vật dụng nào sau đây không chạy bằng điện? Quạt bàn, quạt nan, quạt trần hay là quạt cây? Vật dụng sau đây không chạy bằng điện: quạt nan là quạt nan. Đáp án cuối cùng của cháu là B, quạt nan. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Đâu không phải tên một loại bánh? Nập, bèo, ít hay là nhiều? Theo cháu, đâu không phải tên của một loại bánh là nhiều. Đáp án cuối cùng cháu là D, nhiều. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một người trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Xin mời câu hỏi số 6. Đâu không phải là tên gọi cũ của Hà Nội? Đông Quan, Đông Kinh, Đông Đô hay là Đông Hà? Đâu không phải một tên gọi cũ của Hà Nội. Theo cháu là đáp án Đông Hà. Đáp án cuối cùng của cháu là D, Đông Hà. Đáp án D. Và đáp án đúng của câu này, chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 6, phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua mốc số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng và bạn vẫn còn nguyên cả một quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 7. Tỉnh thành nào đang dần loại bỏ hình thức du lịch cưỡi voi? Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng hay là Kon Tum? Xin mời bạn. Tỉnh thành đang dần loại bỏ hình thức du lịch cưỡi voi là Đắk Lắk. Đáp án cuối cùng của cháu là A, Đắk Lắk. Phương án A. Riêng với câu này thì câu trả lời hoàn toàn chính xác. Lý do mà tiến đến việc là dần loại bỏ hình thức du lịch này
đó là vì là voi đã bị vắt kiệt sức cho du lịch và thiếu không gian để yêu nháy nháy. Tại vì cái lượng voi con được sinh ra từ voi nhà rất ít, đó là những nguyên nhân mà khiến cho đàn voi nhà Đắk Lắk đang bị suy giảm dần về số lượng và nguy cơ tuyệt chủng. Thay vì bóc lột sức lao động của voi thì các cơ quan chức năng đang nghiên cứu dịch vụ là gắn liền với loài voi, như là tắm cho voi hay là cho voi ăn, thì đại khái nó đỡ hơn là việc là chúng ta cưỡi voi đi du lịch, đi qua các con suối. Vâng, để thông tin thêm cho bạn. Bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên 10 triệu đồng và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 8. Nguyên liệu chính của món lục tàu xá ở Hà Nội là gì? Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ hay là đậu nành? Cháu đã từng ăn món ăn này nên đáp án của cháu là A, đậu xanh. A là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng, với câu trả lời rất nhanh của mình, bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng bạn đã tăng lên là 14 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 9. The Thinker, người suy tư của August Rodin là tác phẩm điêu khắc trên chất liệu nào? Đá, gỗ, gốm hay là đồng? Câu này đối với cháu là tương đối khó nên cháu xin dùng trợ giúp của các nhà thông thái. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Thì cháu xin trợ giúp là phương án D ạ. Và với câu hỏi này thì cháu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án D ạ. Cháu xin cảm ơn hai nhà thông thái. Theo các nhà thông thái, The Thinking, người suy tư của Angouter Jodin là tác phẩm điêu khắc trên chất liệu nào? Là D, là đồng. Phương án D. Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có số ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án D. Và đây là một đáp án D, hoàn toàn đúng. Tác phẩm được thực hiện năm 1904, khắc họa một người đàn ông khỏa thân ngồi trên một tảng đá trong dáng điệu suy tư. Bạn đã vượt qua câu số 9. Phần thưởng của bạn giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 10. Câu nhất thanh, nhì lò, tam tham, tứ tấp nói đến 4 thứ gì nổi tiếng của vùng Tây Bắc? 4 con sông, 4 cánh đồng lúa, 4 ngọn đèo hay là 4 cái hồ? Câu nhất thanh, nhì lò, tam than, tứ thất nói đến 4 thứ gì nổi tiếng trong vùng Tây Bắc? Theo cháu tìm hiểu là B, 4 cánh đồng lúa. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bởi vì
nó trồng ra những loại gạo ngon nổi tiếng của vùng Tây Bắc, đơn giản thế thôi. Chứ còn cánh đồng thì chắc người ta cũng ngày xưa cũng không xếp hạng theo kiểu là cánh đồng này rộng thế hay cánh đồng kia lại nhiều người cấy thế hay là có lắm thôn nữ đẹp thế, vân vân thì chắc không có. Mà người ta sản phẩm của cánh đồng đó là lúa thì chắc chắn khi xếp hạng người ta sẽ căn cứ vào đấy. Bạn đã vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Lâu lắm tôi mới được ký xét. Cháu cảm ơn. Xin mời câu số 11. Bức phù điêu bằng đồng ghi câu nói nổi tiếng tồn tại hay không tồn tại nằm ở di tích lịch sử nào? Ngã ba Đồng Lộc, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc hay là địa đạo Củ Chi? Câu này đối với cháu tương đối khó nên cháu xin dùng trợ giúp của mọi người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là C. Xin cảm ơn. Nghe theo người thân nên cháu chọn C, địa đạo Vịnh Mốc. Phương án C. Và đây là một đáp án C, hoàn toàn chính xác. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Cháu xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi số 12. Đất nước nào sau đây chỉ sử dụng một múi giờ? Pháp, Úc, Mông Cổ hay là Ấn Độ? Câu này cháu đang hơi phân vân nên cháu sử dụng phương án 50-50. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Theo cháu là cháu thấy Pháp cũng có nhiều múi giờ nên đáp án của cháu là D, Ấn Độ. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Cháu xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi số 13. Chỉ số Henley được áp dụng trong việc xếp hạng ở lĩnh vực gì trên thế giới? Năng lực cạnh tranh toàn cầu, quyền lực của hộ chiếu, tự do báo chí hay là mức độ ô nhiễm môi trường? Câu này đối với cháu tương đối khó nên cháu xin dùng trợ giúp của bạn đồng hành. Người đồng hành với bạn. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Tôi xin trợ giúp ở phương án này, ở câu hỏi này là phương án B chắc chắn ạ. Cháu xin cảm ơn. Chỉ số Henley được áp dụng trong việc xếp hạng ở lĩnh vực gì trên thế giới? Theo bạn đồng hành nên cháu chọn B, quyền lực của hộ chiếu. Phương án B. Và đây là một đáp án B, hoàn toàn chính xác. Chỉ số hộ chiếu Henley là chỉ số đánh giá hộ chiếu quyền lực dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, xem xét 199 hộ chiếu và 227 điểm đến du lịch. Theo thống kê mới nhất, trong quý 4 năm 2019,
hộ chiếu Việt Nam đạt 51 điểm, đứng thứ 90. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Ta xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi số 14. Từ điển Cambridge đã chọn từ thuật ngữ nào là từ của năm 2023? Hallucinate, thảo giác, Big Data, dữ liệu lớn, AI, trí tuệ nhân tạo, hay là toxic, độc hại? Từ điển Tarabige đã chọn từ thuật ngữ nào là từ của năm 2023? Câu này của cháu tương đối khó nên cháu xin dừng cuộc chơi. 1. Bạn chơi với tôi đến cùng trong câu hỏi này. 2. Bạn xin dừng cuộc chơi ở đây. Cháu xin dừng cuộc chơi. Dừng cuộc chơi ở đây. Nhưng nếu bây giờ bạn được lựa chọn, cái này là hoàn toàn là giả dụ thôi, bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Cháu chọn C, AI. Phương án C. Trao đổi nhanh như vậy, đôi khi chúng tôi không kịp ngăn cản. Câu trả lời chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời A. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Tôi xin cảm ơn. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.